Mọi người ơi, cô của chúng ta bữa nay lên live rồi. Nói chung cô lên live ngày hôm nay một cái điều mà con không bao giờ cảm thấy bất ngờ gì hết. Em có cảm thấy bất ngờ gì hết trơn. Tại vì ngày 20 tháng 10 á, cái buổi live đó cô nói là lần cuối cùng cô live, là cô sẽ không bao giờ live nữa đâu. Cô trở về cô lo cho gia đình cuộc sống của cô. Nhưng mà trước đó khi mà cái câu nói mà không quốc thầy Minh Tuệ mà không trượt phát nào nói sai cái gì đó, là con biết cô là một cái người mà tham danh rồi. Đúng là tiền tài vật chất cô hết có hết, nhưng mà cái tham danh, sự nổi tiếng á, sự nổi tiếng để được nhiều người ca ngợi đưa cô lên tận trời xanh á, thì cô không bao giờ mà trở về mà với gia đình để lo cho gia đình được nữa. Cô không bao giờ ngưng like như cái lời cô nói, tại vì cô nói chuyện cô lật bánh tráng rất nhiều lần, giống như cái ngày cô ở tòa án á, cô nói với thẩm phán tòa án á, với tất cả mọi người trong tòa, cô nói sao: "Tôi sinh ra trong một cái gia đình có giáo dục, có dạy dỗ, tôi chưa bao giờ chửi bới ai hết, xin tòa án miễn giảm gì đó cho tôi để tôi còn trở về lo cho gia đình, cho chồng, cho con tôi." Nhưng mà thực tế thì cô về, cô là cái điều đầu tiên mà cô trở về nhà là cô lên trực tiếp cô thông báo, cô làm talk show đồ tùm lum hết trơn. Cho nên cái vấn đề cô trở lại cô like á, nó không phải là cái vấn đề gì mà nó lạ lẫm hết trơn, quen thuộc phải không? Tại mình người nổi tiếng mà, với cái câu nói quen thuộc: "Quý vị ơi, quý vị thấy tôi có đẹp không? Ở cái đất Bình Dương này không có ai đẹp hơn tôi hết. Người đàn ông nào thấy tôi, chỉ có thầy tu mới không bao giờ sa ngã." Nhưng mà còn một người nữa, đó là ông Võ Nam Yên. Ông Võ Nam Yên, người mà cô đã nguyện dâng hiến gần 200 tỷ mà ông còn không yêu cô. Cô sinh thù hận. Có những fan chính nghĩa của cô nói gì nè: "Nói chung ngày xưa con cũng tin điều đó, nhưng mà bây giờ con suy nghĩ là con mắc cười." Nói là cô đứng lên vạch mặt nghệ sĩ, vạch mặt những người xấu á, vì 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 nhân dân, vì fan. Nhưng mà suy nghĩ lại nó mâu thuẫn cái vấn đề sao, phải không? Tại sao trước cái vụ án của ông Võ Nam Yên á, cô không lo? Lúc đó nghệ sĩ cũng làm từ thiện nhóc hết trơn mà ta. Trước khi cái vụ án ông Võ Nam Yên bị phanh phui á, làm từ thiện nhóc hết trơn, này kia quan chức tham nhũng nhóc chân, lúc đó cô không nói, đúng không? Cô đợi cái vụ án mà tình tiền với ông Võ Hoàng Yên á, mà cô xảy ra, cô bắt đầu cô mới lên live, cô vạch mặt ổng. Cũng giống như cái bộ phim đó, quý vị có coi bộ phim gì bộ phim gì ta, phim gì mà có Lý Mặt Sầu đó, em quên rồi, Dương Quá à, Lý Mặt Sầu gì đó ta, không nhớ, nhưng mà nhớ gì đó cái Lý Mặt Sầu, tại sao thế gian gì đó, tại sao thế gian có tình yêu mà chúng ta lại phải sống chết gì nhau. Cô mới bắt đầu lên live, cô vạch Võ Hoàng Yên xong rồi cô vạch mặt từng người từng người từng người một, lúc đó cô mới vạch. Cái đó là cô vì bản thân cô trước, vì hận thù cá nhân của cô trước, là tại vì ông kia ông ăn của cô gần 200 tỷ đúng không? Rồi cái vụ án của thầy Minh Tuệ phải không, cái vụ án của thầy Minh Tuệ mà tự nhiên cái lúc đó, nói chung lúc trước con thích cô lắm, bây giờ mấy mọi người chửi con qua nửa mùa con cũng chấp nhận nữa. Nhưng mà từ lúc con nhắc tới thầy Minh Tuệ, trời, con làm như con bình bừng tỉnh ngộ vậy. Cái con nhìn cô giống như cái bộ trong bộ phim Tề Thiên mà Bạch Cúc Tinh mà nó hiện hình, như phải không? Bạch Cúc Tinh nó hiện hình giống như gì nào? Ủa tự nhiên sao cô nhắc tới thầy Minh Tuệ ta, mà không nhắc tới ông Thích Chân Quang đồ, mấy ông Ma Tăng đồ tùm lum hết trơn, ông chùa Ba Vàng không nhắc ta. Mà suy nghĩ lại, tại vì ông Tể đâu có gì đâu. Nhưng mà biết không, có cái ổng có mà cô không có, đó là sự nổi tiếng, sức ảnh hưởng. Tại vì sức ảnh hưởng của thầy Minh Tuệ gian tầm thế giới, được liệt vào cái sách gì Bách Khoa Toàn Thư gì đó. Đó, ảnh hưởng quá, cái sức nổi tiếng nó dữ dằn lắm, nó nổi tiếng dữ dội hơn cô nữa, phải không? Cô sanh cái người ta nói là lúc đó mới 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 lòi ra bản ngã, giống như quý vị nhớ không, mọi người nhớ không, bị nhiễm cô đó, cái ông cái vụ án mà ông Thích Cúng Nhà, ông nói ông thầy Minh Tuệ, mà cái thằng gì kêu bẩn thằng gì ta,
cái thằng lang thang, thằng gì em quên, tự nhiên quên bất tử người ta, thằng gì đó, cái thằng ba trợn, đúng rồi, thằng ba trợn, rồi cái ông banh sát luôn. Tới cô là lúc đó, trong khi đó ông đang ở trên cao danh vọng, nhưng mà ổng bản ngã của ổng là ổng sân si với một người tu, tại vì tự nhiên cái người ta ca ngợi ông thầy Thích Minh Tuệ quá, ổng sân si lên, máu sân ổng lên, máu ganh tị ổng lên, ổng mới mới bụp ông thầy Thích Minh Tuệ, ổng nói ra câu đó, ổng chết luôn, ổng thân bại danh liệt tới ngày hôm nay. Tới cô nữa, tự nhiên cô ổng sân si với mấy người thầy tu kia, thầy sân si với thầy, vậy phút không phật trượt phát nào, nói cái đúng cái sai này kia tùm lum la, nhưng lúc đó là cô đang sân, cô không muốn cái người ta nổi tiếng hơn cô, muốn thầy nổi tiếng hơn cô phải là nhất, cô phải là số một. Nhưng mà lúc đó cô nói mé mé thôi, tôi sẽ nói cho quý vị biết cái này gì đúng cái gì sai, phía sau ông ấy là ai, thấy không, ông ấy là ai, tôi quốc là không chịu phát nào, tưởng sao nói đang thăm dò, phải không, thăm dò coi phản ứng của người dân sao, trời thấy quá khích rồi, mọi người phản ứng quá, mọi người bên thầy quá, cô trở cờ lại, cô chở cờ lại, cô nói trời ơi tôi là người người phàm, tôi đâu có tôi với thầy đâu có gì với nhau đâu mà xúc phạm, tôi liên quan, tôi đâu có dám đụng chạm tới bề trên gì đó. Rồi cái 20 tháng 10 cô đối quốc quốc không có nói gì dính líu với thầy, chứ cô lo cái bà Diệt Tân mà phải chi á, nếu mà có sức thuyết phục, con đợi tới ngày đó nào sức thuyết phục, tại sao cô quay phim được mà tiếng nói trong cái đoạn ghi âm đó không nghe, biết không, tại sao không nghe, nếu mà không nghe thì cái cô muốn nói gì cô nói vậy, nói có sách mắt có chứng, phải không, nói có sách mắt có chứng, thấy cái hình không thấy tiếng nói, giống như tự nhiên cái người ta giống như cô đang gấp lửa bỏ tay người, đôi khi cô cho tiền bà đó hay làm gì bà đó, cô nói phải có sức thuyết phục thì người ta đâu có phản ứng, đúng không, phải quay lên được, tại sao quay phim được mà cái giọng nói là không có, quay phim mình chứng cứ phải đầy đủ, phải nghe giọng nói nữa rồi là không đủ sức thuyết phục rồi, giống như đem con chốt thí mạng ở cho số tiền thí mạng, rồi bây giờ xử nhưng mà có bắt bà đó chăng nữa đâu có nghe, công an đâu có nghe tiếng nói đâu, phải không, này kia đâu mà biết, cô nói cô hiểu lầm ý này kia hay là sao cũng được, gì trời ơi cô nói chuyện không có sức thuyết phục, rồi cô khen cô đẹp, quý vị ơi quý vị thấy tôi có đẹp không, ở cái đất Bình Dương này không ai đẹp hơn tôi. Trời ơi cô nói mà cô không biết nhìn, cô lấy gương cô soi rồi, một người cao có 1 mét, mét rưỡi, mét rưỡi không, mét rưỡi, cái bụng thì như cái trống, cái mặt như cái bánh bao, mà khen mình, tự khen mình là người đẹp Bình Dương. Em nhớ cái danh xưng là người đẹp Bình Dương á, nổi tiếng á, là dành cho bà Thẩm Thúy Hằng, sau này cái Diệt Trinh mà làm phim lại đó, cô nhắm cô đẹp hơn hai người đó không. Trời, cô giàu thì có, nhưng cái nhan sắc của cô tầm trung thôi, không có đẹp. Ngũ quan cô tầm trung thôi chứ không có đẹp, cô biết không? Cô giàu rồi cô ăn diện, cô son phấn thì lên thì nó hơn được người thường, chứ cái nét trên gương mặt của cô nó quá tầm thường. Không có gì đặc biệt để mà cô tự tin như vậy. Mèo khen mèo dài đuôi. Phải không? Trời ơi, cái gì để ta khen cô ơi. Trời. Con biết cô sẽ còn like này dài dài nữa, tại vì cô đang mưu cầu cái gì cũng có, nhưng mà cái nổi tiếng cô đang mưu cầu cái tham cái danh vọng, cái sự nổi tiếng, phải không, trời ơi. Rồi mai mốt đó, cô kêu fan của cô là dân của cô đi, chứ tụi con là dân của bác Hồ kính yêu, với cô với chú đó, đừng có lên dạy tụi con lòng yêu nước là sao nữa, cái lòng yêu nước đó bác Hồ đã dạy tụi con rồi, dạy tụi con rất là lâu rồi, phải không, Việt Nam 1.000 năm bao nhiêu lần, 1.000 năm chống Pháp chống Mỹ chống gì đó con không nhớ lịch sử con dốt, nhưng mà con nhớ là ông bà ta đã, bác Hồ nói là ông bà ta đã hy sinh vì về chúng ta để bảo vệ cái dân tộc này, thì các con phải nên nhớ phải phải yêu thương dân tộc và phải cứu nước, cái đó con nghe bác Hồ rồi, với con nghe con nhìn tấm gương con là những người liệt sĩ, những anh hùng đã ngã xuống vì quê hương đất nước rồi cô ơi, cô với chú đừng có nên dạy lên dạy đời, chừng nào cô chú sao nó có cầm súng ra trận hay là hy sinh gì quê hương đất nước á, hãy nói được câu đó, chứ cô chú có cái quốc tịch Việt Nam mà quốc tịch đảo Xíp nữa, giả sử có cái sự phòng bị đảo Xíp, có gì cô chú qua chạy qua đảo Xíp thì sao, mà yêu thương đất nước để bác Hồ dạy thôi, vậy nghe cô lên like nữa đi. Công nhận fan cuồng có khác ha, fan cuồng có khác, trời ơi là trời, fan cuồng giống hệt idol à, ngoài vàng bạc kim cương ra
kim cương ra không có gì để nói hết trơn. Con mới thấy bình luận này của cô, cái con vô trang cá nhân của cô, trời, công nhận cô vừa già vừa xấu, xấu mà còn xấu tâm, phải không? Si bụng ta bụng người á, mắt dây, biết không? Cô tưởng ai cũng như cô, cô tưởng có ai cũng cái đám fan cuồng cuộn như cô, tham tiền tham vật chất, thấy người giàu, thấy người có tiền cái bợ đích, nịnh bợ đang hửi đích ha, hửi đích hửi 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 đích đang cho cô của cô, cho cô một mẻ kim cương, một miếng kim cương đang thử chơi hả? Rồi cô cho cô được miếng kim cương này chưa? Bợ đích thử hơi mà nịnh bợ rồi được cái gì chưa? Trời, thấy sang bắt hoàng làm họ, nịnh bợ có tiện, tưởng sao không được gì chưa? Chờ hơi không ai có tham, đừng có nghĩ như ta như mình, không ai có lòng tham giống như mình đó bợ ơi. Chờ con không có tiền bằng nhưng con đẹp hơn được rồi, được chưa? Con đẹp hơn bả rồi, tôi đẹp hơn cô nữa. Già thì lo mà ăn chầu đi, biết không? Sống phải ở đời phải có đức cho con cháu rồi mẹ ơi. Về lo làm ăn kiếm tiền đi, đừng đi nịnh bợ nữa, nịnh bợ đúng được gì đâu. Nịnh bợ á, còn bị chửi nó bị sỉ nhục mà không biết đường đó kìa, vài bữa bà nắm đầu đi chung đó.